Mình xin chào các bạn nha. Thì chúng các bạn đây là những chiếc xe Suzuki Raider. Vì vừa rồi có bạn nhờ mình là làm về vấn đề trả góp xe này. Thì hôm nay mình đã gặp một bạn bên ngân hàng Zac để mình làm về vấn đề trả góp này cho các bạn. Thì giá xe Suzuki Raider rồi mình báo cho các bạn là 49 triệu đúng không? Cái giá hôm nay đã là đầu tháng rồi. Sáng giờ mình cũng chưa có lấy được cái giá chính xác cụ thể là bao nhiêu. Thôi mình cứ lấy móc đại là 49 triệu đi là giá xe Raider để mình làm về vấn đề mà trả góp cho các bạn. Trên màn hình đây là chiếc xe mà mình đã có clip mình quay review rồi. Màu mới các bạn. Màu mới nhất của Su ha. Mình vừa hỏi Tùng xong là tầm khoảng 49 cho đến 49 rưỡi. 49 rưỡi chắc là màu mới nữa các bạn. Màu mới nó sẽ cao hơn 500 ngàn thôi. Bây giờ mình đi sâu vào vấn đề mà trả góp nè. Thì cái chương trình trả góp này sẽ dành cho những bạn có sao kê bảng lương. Sao kê tháng bảng lương, tức là sao kê 3 tháng lương gần nhất hoặc là 6 tháng lương gần nhất thì càng tốt. Như vậy là những bạn nào đang làm bên phía công ty trả lương của mình qua bên ngân hàng đó các bạn. Các bạn đến ngân hàng, mình xin in sao kê 3 tháng lương gần nhất hoặc 6 tháng lương gần nhất thì mình sẽ được hưởng một lãi suất rất là tốt là 0,99 nè. Cái vấn đề này mình có làm bên chiếc Exciter rồi. Còn clip này mình sẽ làm bên chiếc Raider vì có bạn yêu cầu ha. Với cái giá 49 triệu này, các bạn trả trước cho mình là khoảng từ 20% cho đến là 30% thì sẽ được hưởng cái lãi suất rất là tốt là 0,99% qua ngân hàng Zac với điều kiện là sao kê bảng lương. Bây giờ mình vào chi tiết luôn nha. Nếu còn trả trước 20% á, cái giá là 49 thì mình làm tròn là 10 triệu đi. 10 triệu thì các bạn sẽ vay lại ngân hàng là 39 triệu. 39 triệu nha. 12 tháng á, các bạn sẽ góp là khoảng 3 triệu 746 ngàn. 18 tháng là 2 triệu 668 ngàn. Và 24 tháng là 2 triệu 132 ngàn. Tức là các bạn nợ lại ngân hàng là 39 triệu nè. Đó. Trên giá xe. Thì các bạn cứ tự nhân lên coi là nó chênh lệch với cái giá mà nợ là bao nhiêu thì mình sẽ tính ra được. Nhiều bạn khi cộng ra chênh lệch khoảng 7 triệu, 8 triệu thì nghe nó cao đúng không? Nhưng mà các bạn chia cho nó 12 tháng thì một tháng nó ra bao nhiêu? Tính ra nó không bao nhiêu hết các bạn. Nếu các bạn vay 39 triệu này mà các bạn ra ngoài vay nóng thì lãi suất 5% thôi. Thì mỗi một tháng các bạn tính đi là nó ra bao nhiêu? Chỉ là 5% thôi nha. Đó là mới trả lãi thôi, chưa trả nợ gốc. Đôi khi á mình không có khuyến khích các bạn mua trả góp đâu. Nhưng mà có nhiều bạn mình biết là không có mua được cái trả thẳng. Đôi khi tiền đó để làm chuyện khác nữa cũng không chừng. Thì mua trả góp này với cái lãi suất là 0,99% này mình thấy cũng rất là tuyệt vời rồi các bạn. Chứ nếu mà mình khuyến khích các bạn mua trả góp á thì cũng không phải là khuyến khích. Nhưng mà mua trả thẳng được thì càng tốt. Còn với được mới bắt buộc phải mua trả góp á thì đây là những cái mức mà đang là tốt nhất nha, 0,99. Ví dụ như những bạn mà không có sao kê bảng lương được thì lãi suất nó sẽ rơi vào khoảng từ là 1,99% đó các bạn, nó sẽ cao hơn một chấm luôn. Thì lúc này nó sẽ còn cao hơn nữa. Đó. Mình xin nhắc lại nha, đây là ngân hàng Zac, mình đang lấy bên ngân hàng Zac nha. Rồi bây giờ các bạn trả trước 30% trên cái giá là 49 này thì nó sẽ rơi vào khoảng chừng 15 triệu. Mình làm tròn là 15 triệu đi. Thì các bạn sẽ nợ là ngân hàng là 34 triệu. Nợ là 34 triệu ha. 12 tháng, mỗi tháng sẽ góp là 3 triệu 266 ngàn. 18 tháng sẽ góp là 2 triệu 326 ngàn. Và mốc cuối cùng là 24 tháng, tức là 2 năm á, là 1 triệu 858 ngàn. Các bạn cứ tự nhân lên đi, rồi xem là nó chênh lệch với cái giá mình nợ là bao nhiêu. Và một điều hết sức lưu ý với các bạn, khi mà các bạn nợ ngân hàng á mà từ 30 triệu trở lên thì phía công ty phía cửa hàng nha sẽ hỗ trợ giảm giá trên giá xe, trừ thẳng vào giá xe luôn, từ 1 triệu cho đến 2 triệu. Ví dụ như các bạn đến mua xe chiếc Raider này giá là 49 đi, các bạn trả trước là 30% giá xe sẽ là 15 triệu, như vậy các bạn sẽ nợ lại là 34 triệu nè. Lúc này các bạn sẽ được giảm giá từ 1 triệu đến 2 triệu. Ví dụ như là cái giá xe 49 mình báo không thì giảm 1 triệu sẽ còn là 48 triệu.
Đó, 48 triệu này lúc này các bạn vay ngân hàng thì nó sẽ rẻ được một chút xíu, trừ thẳng vào giá xe luôn nha, nó đỡ chỗ đó đó. Còn nãy giờ mình báo cái này á là mình chưa có trừ giá xe cho các bạn, tại mình không biết là cửa hàng sẽ trừ bao nhiêu cho các bạn, giảm bớt cho các bạn bao nhiêu á. Nhưng mà vay từ trên 30 triệu, từ 30 triệu trở lên á là được giảm giá liền, từ 1 triệu cho đến 2 triệu so với giá xe mình báo. Đó. Còn mua trả thẳng luôn á thì không được giảm giá nha. Tại vì giảm giá này á là do cửa hàng giảm giá cho các bạn thôi, để hỗ trợ vào vấn đề mà các bạn vay á. Vay thì sẽ có sự chênh lệch, cho nên là cửa hàng sẽ có hỗ trợ vấn đề này. Còn chi tiết á, các bạn cứ đến thẳng cửa hàng, mình cân đo đong đếm cho nó kỹ lưỡng. Chứ mình, bản thân mình nhắc lại nha, mình không khuyến khích các bạn mua trả góp. Nhưng nếu phải mua trả góp thì làm đủ thủ tục thì các bạn sẽ được hưởng lãi suất nó tốt hơn. Các bạn thấy tốt hơn một chút thôi, chứ nó ngợi ra được 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu luôn á, như vậy đó. Mình xin nhắc lại, các bạn phải sao kê bản lương là 3 tháng, 6 tháng thì mới được hưởng lãi suất là 0.99 nha. Còn nếu không, đi mua xe chỉ với chứng minh nhân dân nè, với hộ khẩu nè và với bằng lái xe thì lãi suất nó sẽ có từ là 1.99 luôn, nó cao hơn. Rồi sẽ có bạn hỏi là anh ơi, bây giờ em muốn lấy cặp vạt gốc. Thì cặp vạt gốc á, các bạn sẽ trả trước cho mình là từ 40% giá trị xe cho đến 50% giá trị xe thì mới lấy được cặp vạt gốc. Nhưng mà một khi các bạn giữ cặp vạt gốc á thì lại không được hưởng lãi suất là 0.99. Nó giống như chiếc ẹt hôm mình có báo, mình có làm clip rồi đó các bạn. Không được hưởng lãi suất đó đâu nha. Vẫn là 1.99 trở lên nếu mà giữ cặp vạt gốc. Ví dụ như bây giờ sẽ có bạn thắc mắc là anh ơi, bây giờ em muốn trả trước 40%. 40% giá trị xe. Đúng ra là các bạn được hưởng là cái giữ cặp vạt gốc đúng không? Nhưng mà khi giữ cặp vạt gốc á thì không được lãi suất này. Không được lãi suất này đâu nha. Còn nếu các bạn thôi, tôi không cần cặp vạt gốc, tôi chỉ cần một cái giấy đi đường thôi, thì lúc đó các bạn mới được hưởng lãi suất này 0.99 nè. Đó là điều kiện của phía bên công ty tài chính. Mình xin đọc địa chỉ cửa hàng là ở số 67 Triệu Nương, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Và số điện thoại của bạn Tùng là 0946 838494. Mình cứ gọi cho Tùng trước, mình tư vấn luôn vấn đề biển số các bạn. Tại vì xe là biển số nhiều vùng, nó rất là nhiều vùng, từ huyện nè, thị xã nè, rồi thành phố nè, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh lỵ gì đó. Nó nhiều móc cái phí biển số này lắm, cho nên là rất là khó. Mình không thể nào ra luôn phiếu cho các bạn được, trừ phi các bạn mang hộ khẩu hoặc các bạn nói rõ luôn là em ở đó, tôi ở đó, hay là anh chị ở đó, thì nó mới ra được phí biển số nó chính xác hơn cho các bạn. Còn về vấn đề mà cũng có nhiều bạn hỏi mình không rày là anh ơi, bây giờ em đang làm cái căn cước công dân thì em có mua xe được không? Được nha các bạn. Đang làm nhưng mà chưa có thẻ căn cước phải không? Thì các bạn lấy chứng minh nhân dân cũ của mình á, với điều kiện là chứng minh nhân dân đó các bạn chưa được cấp gốc. Mình cũng đang làm đây, mình vẫn chưa nhận được cái thẻ căn cước mới, nhưng mà chứng minh nhân dân cũ của mình á chưa bị mất gốc, thì mình vẫn đi mua xe được bình thường các bạn. Hiện tại bây giờ mình vẫn sử dụng chứng minh nhân dân đó, đó là giấy tờ tùy thân của mình, là đi mua xe bình thường. Rồi khi nào các bạn có căn cước công dân mới rồi thì họ lấy cái mới mình đi mua xe, như vậy ha. Và trước khi kết thúc á, mình xin được nói chút xíu là mình sẽ có hai kênh nha các bạn, hai kênh YouTube là kênh Khải Phạm và kênh Thái Phạm. Thì mình sẽ luân phiên mình báo giá và review xe trên hai kênh này, tại sau này mình sẽ mở rộng thêm những nơi khác mình đi báo giá nữa. Bây giờ mình đang lấn sân xuống ở Bạc Liêu nè, cũng như là Cần Thơ, từ từ mình sẽ đi rộng thêm, có thời gian là mình sẽ đi qua Trà Vinh, qua Bến Tre, rồi xuống tới Cà Mau luôn chẳng hạn. Bây giờ mình xin phép kết thúc video luôn nha. Xin chào các bạn.